Hoài Phương xin chào các bạn. Hôm nay mình có một số đồ câu muốn giới thiệu với các bạn. Giá thì mình báo trên video. Giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k. Bên mình có ship code toàn quốc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu món đầu tiên. Món đầu tiên muốn giới thiệu với các bạn thì nó sẽ là một cái phao tên lửa như vậy nha. Cái này mình gọi nó là phao tên lửa tại vì nó có thiết kế giống như là quả tên lửa vậy đó các bạn. Thì cái này nó sẽ có chiều dài của nó nha, là từ phần trên này xuống dưới đây nha các bạn. Thì nó sẽ là 19cm nha, đó, từ trên này nè xuống đây là 19cm nha. Và cái này thì nhìn còn rất là mới đẹp luôn nha, còn rất mới đẹp. Thương hiệu của nó thì nó sẽ là tên của thương hiệu như thế này nè. Thương hiệu nó là Sturiken nha. Đó, Sturiken ở đây thì in tiếng Nhật, ở đây là 12 LF như vậy nha các bạn. Ở phía dưới này á thì ở trên này là giống như là cái đầu tên lửa rồi nha. Còn phía dưới này thì nó sẽ làm như là ba cái cánh quạt của tên lửa này các bạn đó. Ba cái cháu như vậy nha, phía dưới này, bên trong. Và đặc biệt hơn nữa là cái phao tên lửa này nó có đèn nha, phía trên của nó thì như vậy. Đó. Cái này thì có đèn bên trong luôn á các bạn, mình chỉ cần mở cái này này. Đây, thì nó sẽ có một viên pin như thế này đúng không? Thì đây là khi mình để sẵn pin trong này cũng được. Mình chỉ cần đổi đầu pin lại là được nha các bạn đó. Đổi đầu pin lại mình cắm lại nè. Đây, mình siết chặt lại nha. Đó, rất là sáng luôn nha các bạn đó. Rất là sáng và đẹp luôn. Cái đèn nó sẽ như vậy nha. Đó. Thì khi mà mình không sử dụng nữa thì mình chỉ cần đổi đầu của cái pin lại là được nha. Đó, cũng vẫn để trong này luôn, không có mất công gì hết á, mình chỉ cần đổi đầu pin như vậy lại là được, thì mình gắn vào thì nó vẫn bình thường. Và cái này mình thấy nó còn có một điểm tinh tế nữa là cái đường vân của nó các bạn, khi mà rọi dưới đèn các bạn sẽ thấy vân nó giống như kiểu mấy cái vân của mấy cái váy da nó hay cái kiểu làm rằng á các bạn. Bên Nhật người ta làm những cái phao rất là hay luôn nha. Và cái phao này nhìn chung ở ngoài nó rất là sáng, mới và đẹp luôn á. Thì cái phao mà có tên lửa chiều dài là 19cm phao đèn này nha, nó sẽ có giá là 250 nha. Số 1 250, còn khá là mới đẹp luôn á. Số 1 250k. Tiếp theo thì mình sẽ qua đến số 2 nha. Số 2 thì mình sẽ qua đến một cái phao trứng. Và phao trứng này thì nó có đèn luôn các bạn. Thì cái phao trứng này nha, nó sẽ là một cái phao của Happy Son này các bạn. Happy Son EF nha, IS8705 đây là cái mã của nó. Thì cái phao này ở ngoài thì nó cũng khá là nhỏ thôi. Đó, ở ngoài thì nó cũng như quả trứng thôi nha, nhỏ nhỏ. Đó. Nó lớn hơn quả trứng cút một xíu và nhỏ hơn quả trứng gà. Thì cái này nè, mình mở bên trong ra, nó sẽ cho mình ở đây nè. Có mã của nó là, nó ghi ở đây là số 8 và chữ D nha. Thì khi mà mình, hai bên này đều làm đèn sáng được hết đó các bạn. Thì cái này nè, khi mà mình để chế độ này á, là mình giữ pin nha. Còn khi mà mình gắn vào cái lỗ bên trong của nó nè, đây, nó rất là sáng luôn nha, sáng trưng luôn. Rồi, cái bên này nha các bạn, đó, bên này thì thiết kế của nó là như vậy. Như vậy nha, còn cái này thì mình sẽ đổi qua đây. Qua đây nha các bạn, hai bên luôn. Đó, bên nào nó cũng sẽ sáng trưng như vậy hết nha. Là hai cái lỗ này đều có thể sử dụng đèn được luôn. Và khi mà mình không sử dụng thì mình chỉ cần đổi cái đầu của cái nhọn này lên phía trên như thế này là được nha, rất là tiện. Đây, cái phao của nó nè. Nó thiết kế rất là kỹ luôn. Và cái phao trứng Happy Son nha, phao trứng và loại phao đèn nha, lần đầu tiên cũng kiểu mới có mấy cái kiểu giống vậy các bạn. Thì cái số 2 này sẽ có là giá là 150k nha. Số 2 150. Tiếp theo mình qua đến số 3 nha. Số 3 thì mình sẽ qua đến là lưỡi nha các bạn. Lưỡi câu. Thì cái này nó sẽ là đầu tiên nha. Cái đầu tiên đi. Trong này gồm có 4 cái bì lưỡi như thế này. Cái đầu tiên của nó sẽ là của hãng AON nè, rất là quen rồi. Cái này thì nó ghi là 300 yên nha, giảm giá xuống còn 260 yên nè. Rồi cái này nó ghi là lưỡi số 2 nha các bạn. Đó, số 2 như vậy. Số 2 nha, đây là nó ghi nè. Bên trong thì lưỡi, đó, như vậy. Phía sau này thì sẽ là chỗ này là Made in Japan nha. Đó, Made in Japan. Mấy cái bì lưỡi này thì ở ngoài nó cũng khá nhỏ thôi nha, chứ không có to nha. Đó, là mình quay sao mình báo vậy. Đó, bên trong ở dưới này thì toàn tiếng Nhật thôi. Và tiếp theo nó sẽ là lưỡi của Gamakatsu nha. Đây thì có dán tem nè, mã vạch. Đó, những cái lưỡi như vậy. Ở đây thì nó ghi là 200 yên nha. Cái lưỡi này thì mình thấy rất là nhỏ nha, nhỏ hơn cái lưỡi này nữa. Ở đây nó ghi số 2, ở đây mình cũng không hiểu số 2 này là gì nữa. Nhưng mà lưỡi lớn hơn cái này nha. Cái này thì lưỡi rất là nhỏ luôn các bạn. Lưỡi rất nhỏ. Thì cái này để mình coi thử.
Cái này á, thì nó ghi á, là nguyên liệu á, thì nó sẽ là ở Nhật nha, và nó được lắp ráp bởi người Trung Quốc nè các bạn, đó là như vậy nha. Rồi tiếp theo thì cái số 3, cái số 3 là lưỡi vàng như vậy. Ở đây thì có dán một cái tem nè, đó, một cái tem rất là đẹp luôn, tem óng ánh như vậy nha. Để mình có cái này của thương hiệu gì đây, Yao nha, đó Diamond Star nè, ngôi sao kim gương như vậy nha. Đó mấy cái lưỡi vàng này thì rất là to luôn. Rồi tiếp theo cuối cùng là một cái bì gamakatsu nha, nó ghi là 14 cái lưỡi thì như thế này đó, 250 yên nè. Rồi phía sau của nó thì in tiếng Nhật nha, phía sau thì in toàn tiếng Nhật thôi, và mình thấy có dây thẻo nữa nè, đó có cái dây ở phía trong như vậy, nó vòng tròn trong này nha. Và tổng cộng là 1, 2, 3, 4 nha, đó lưỡi thì như vậy, 1, 2, 3, 4 nè, thì sẽ có giá là 60k nha, số 3 60k, ai thấy phù hợp với mục đích của mình thì mua nha. Số 3 gồm 4 bì, 1, 2, 3, 4 như vậy, sẽ có giá là 60k. Tiếp theo thì mình sẽ qua đến số 4 nha. Số 4 thì mình sẽ tiếp tục đến với lưỡi nha. Đây, số 4 thì mình sẽ đến với cái lưỡi này là gồm 3 bì lưỡi. Thì cái bì này nó sẽ là cái gì đây? Lưỡi này mình thấy cũng khá là to nha các bạn. Trong này thì mình coi thử nè, 1, 2, 3, hình như là 5 cái lưỡi nha. Trong này 1, 2, 3, cái này hình như là 5 cái lưỡi nè. Và cái này thì 270 yên như vậy nha. Đó, 300 yên còn 270 yên nè. Rồi phía sau nha, Made in Japan nha. Đó, Made in Japan của hãng Owner tiếng Nhật như vậy. Cái thứ hai thì nó còn 270 yên với 300 yên đó, cũng là mấy cái lưỡi rất là to nha, lưỡi màu vàng rất là to luôn. Ở phía sau nè thì nó chỉ có in tiếng Nhật như vậy thôi nha. Đó, phía sau thì in tiếng Nhật như vậy. Và cái cuối cùng thì cũng là lưỡi màu vàng, nhưng mà nó nhỏ. Để mình coi được. Nó cũng na ná nhau á, ba cái lưỡi này thấy cái nào cũng to đùng hết nha. Đó, vậy đi. Ở cái này thì nó ghi như vậy đó, phía sau này thì không in gì hết. Và cái này thì gồm những cái lưỡi rất là lớn nha, đó, lưỡi màu vàng và lớn như vậy. Ba cái mã như vậy sẽ có giá là 60k nha, số 4 60k. Tiếp theo thì mình sẽ qua đến số 5 nha. Số 5 thì mình sẽ qua đến với là thẻo nha các bạn. Thẻo thì đầu tiên là cái này. Cái này nó sẽ là bi hao nha, đó thì các bạn sẽ thấy là nó có 6 cái lưỡi vàng như vậy. Dây thẻo nè, đó, phía sau. Cái này thì nó được lắp ráp nha. Đó. Nguyên liệu nè, material Japan này nha. Assemble China nè. Nguyên liệu của Nhật nhưng mà lắp ráp là ở China nha. Đó, có sao mình báo vậy. Rồi tiếp theo nữa nha các bạn, đây cũng là thẻo nha. Mấy cái lưỡi trong này thì khá là nhỏ nha. Đó, mấy cái lưỡi trong này thì khá nhỏ, mình cũng quay rất là kỹ. Các bạn có thể thấy kỹ như vậy giống như hình mình quay thôi nha. Cái này thì Made in China nè. Rồi tiếp cái này là Misaki nha. Cái này cũng là ở trong này có cước nè. Đó. Có cước nhỏ nhỏ như vậy. Rồi có lưỡi thẻo nha, thì nó vẫn là thẻo thôi. Misaki 590 yên nè. Ở đây có khóa link luôn. Rồi tiếp theo cái này cũng vậy nha. Đó, cái này là của Yama gì đây nè, 405 yên. Đó. Ở phía sau nha. Cái này cũng là lắp ráp ở Trung Quốc nè, xuất qua thị trường Nhật nè các bạn. Đó. Và 1 nha, 2 nha, 3 nè, 4. Bốn cái bì thẻo về nha, 1, 2, 3, 4 sẽ có giá là 60k nha, số 5 60k. Tiếp theo thì mình sẽ đến với số 6. Số 6 mà mình muốn giới thiệu bạn là một cái này gọi là gì ta? Một cái túi nhỏ nha, cái túi nhỏ, cái túi này để đựng cối nha, túi này gọi là túi đựng cối. Thì nhưng mà các bạn muốn đựng lương tinh gì thì mình đựng thôi. Cái này thì mình thấy theo thời gian cái này nó bị bạc màu nè các bạn đó. Cái tên thương hiệu của nó nha, Skagit nè, Design nè, Outdoor nè, Equipment gì đây nè. Thì nó bị kiểu bạc màu đó các bạn đó. Cái chỗ này thì nó bị bạc màu nha. Có sao mình báo vậy nên chữ bạc màu thì không ảnh hưởng gì tới túi nha. Còn túi thì rất đẹp luôn. Đó, ở trên này thì nó có một cái lớp này là lớp kiểu nhựa nè. Đó, nhựa trong mỏng như vậy đó. Nhựa trong mỏng như vậy nha. Thì các bạn có thể thấy nè, cái túi này thì ở ngoài nó màu tím, nói chung là còn khá là sáng và đẹp luôn á. Chỉ có chữ thì nó bị mờ theo năm tháng thôi, còn túi thì rất là đẹp luôn. Túi thì cũng nhỏ thôi nha. Đây, chiều cao của cái túi này là 7cm nha bạn đó. Chiều cao là 7cm nè. Còn đường kính của nó nha, đường kính nó cũng 7cm luôn nha. Đường kính từ đây qua đây là 7cm và chiều cao nó cũng là 7cm luôn nha. Nghĩa là cái hộp này phía trên nè, vòng tròn này đường kính là 7cm, chiều cao là 7cm luôn nha. Hộp thì còn rất là sáng và đẹp luôn. Đó, dây kéo nè. Dây kéo thì ở đây nó ghi là Tristar nè, 3 ngôi sao đây.
như thế này nha. Đó, mình có thể rỉ ra như vậy. Đó, bên trong nè, bên trong thì cũng còn rất là sáng luôn. Cái này thì để mình về mình đựng cối á, để mình bảo vệ cái cối của mình. Thì cái túi đựng cối này nha, cái túi đựng cối nhỏ nhỏ này, nó sẽ có giá là 50k nha, số 6 50k. Tiếp theo thì mình qua đến mã số 7 nha. Số 7 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ là chì nha các bạn. Đây. Tiếp theo mình qua đến số 7 là mã này, là nó khá là mạnh. Đây, cái mã này thì sẽ số 7 là chì nha. Nói chung là nó đủ kiểu trong này hết á. Nó như vậy, nó có chì như vậy nữa. Đây, mình mở cho các bạn xem cái này, cho các bạn xem. Tại nó cũng thật cẩm như này á, nên là mình cũng không biết giới thiệu sao đó. Chì nhỏ, chì to gì nó cũng có. Rồi các bạn có thể nhìn sơ qua nha. Đó, chì nhỏ, chì to gì nói chung là nó rất là thập cẩm nha. Và thôi mình cân cho nó khỏe. Để ai thấy mà chì bao nhiêu phù hợp thì mua nè. Mình cân nha, để mình bỏ cái này vô đây mình cân đi. Đó. Nguyên bì chì này nha các bạn thì nó sẽ là 1 kg 3 nha, 1 kg 3 70 nha. Đó, 1 kg 3 70. Nói chung là khá là mạnh luôn ấy. Đây mình cân lại lần nữa nha. Thì nó vẫn vậy thôi, 1 kg 3 70 nha các bạn, 1 kg 3 70. Và cái bì chì này nha, nói chung là nó nặng nguyên một bì như vậy nè. Nói chung là rất là thập cẩm trong này luôn nha. Thì nó sẽ nặng 1 kg 3 70. Thì mã số 7 này sẽ có giá là 100k nha. Số 7 nè, 100k. Rồi tiếp theo mình qua lên số 8 nha. Số 8 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ là chì. Chì này thì gọi là chì chạy nè. Thì nó sẽ trong này sẽ gồm là 1, 2, 3, 6 cục chì nha các bạn. Thì bắt đầu mình sẽ giới thiệu từng cái một nha. Mình bỏ cái này mình giới thiệu từng cái. Thì cái đầu tiên nha, nó sẽ là một cái như vậy, rất là đẹp. Mấy cái này nhìn chung còn khá là sáng và đẹp á. Phía dưới của nó nè, đi lên nha. Cái này thì nó sẽ ghi là 20 nha các bạn đó. Nói chung ngoại hình còn rất là đẹp luôn, một nha. Rồi tiếp theo món thứ hai nè, món thứ hai 20 luôn nha, đó. Cục chì thì rất là sáng và đẹp luôn. Hai món nha, đó, hai cái. Cái thứ ba nè. Cái thứ ba thì là 18 nha, đó. 18 như vậy. Cái thứ ba. Rồi thứ tư nè. Thứ tư nè, cái này thì nói chung sáng quá đẹp thôi. 20 nha, còn bên này thì nó in cái tiếng mình không có dịch được nên thôi khỏi nha các bạn. 20 luôn nha. Rất là đẹp ha. Rồi. Cái thứ năm nha. Cái thứ năm thì đây. Đó. 20. Cái này cũng 20 luôn nè, đó. Rồi cái thứ 6, cái thứ 6 thì đây. Đây nha, đó, bên sau này. Cái này thì là 10 nha các bạn, cái này là 10, đó. Thì nó sẽ tổng cộng là gồm cho mình là 1 nè, 2 này nha, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. 6 cái này nha, 6 cái này thì nó sẽ có giá là 150 nha, mã số 8 150k. Tiếp theo thì mình sẽ qua đến mã số 9 nha. Mã số 9 mà mình muốn giới thiệu thì nó cũng sẽ lại tiếp tục là combo chì nữa nha. Cái này thì màu nó đậm hơn cái bên kia. Cái này thì đầu tiên là mình sẽ có một cái này đi ha. Này là 25 nha, đó. Cục chì như vậy nè, 25. Ở đây thì nó cũng có in tiếng nữa nha các bạn đó. Ở đây có in luôn 25 nha. Cục này 25 nè. Rồi tiếp theo rồi đến cái này nè, cái này là Fuji nha, đó, Fuji như vậy. Cục chì này màu đậm hơn cái kia nha, Fuji nè. Cái này thì sẽ là 30 nha, 30 nha, phía trên của nó nè. Hai rồi nha. Rồi, cái thứ ba nè, cái thứ ba cũng là Fuji luôn nha. Phía sau là 25 nè, đó. Rồi, cái thứ tư nha. Cái thứ tư nè, cái này cũng là Fuji luôn, phía trên nè. Phía sau 25 nè, đó. Rồi cái thứ năm, cái thứ năm thì cũng là Fuji luôn nha, Fuji phía sau là 20, đó, phía trên phía dưới. Cái thứ sáu nha, cái thứ sáu trong này thì cũng là Fuji luôn nè các bạn, Fuji nè, phía sau là 25 nè, trên dưới nha, đó. Thì nó sẽ gồm là 1 nè, 2, 3, 4 nè, 5 cục chì như thế này nha, đó, 5 cục chì như thế này và 1 cục chì như thế này.
Đó, thì nó sẽ có giá là 150 nha, số 9 150. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ qua đến với số 10 ha. Số 10 thì mình sẽ qua đến một con máy ngang tay phải nè. Con máy ngang tay phải này thì nó của thương hiệu là Olympic nha các bạn đó. Thương hiệu Olympic, cái này là thương hiệu Olympic GX4 nha. Và cái con này thì ngoại hình nó rất là nhỏ luôn nha các bạn đó. Nó nhỏ xíu trong lòng tay như vậy nha. Ngoài cũng rất là nhỏ, cầm thì khá là nhẹ tay nha. Ngoại hình tổng quan của nó nè, đó thì ngoại hình tổng quan. Ngoại hình tổng quan thì sẽ như vậy. Ở đây thì in một cái tem tiếng Nhật nè. Cái này chỉ sử dụng được tay phải nha. Có sao mình cũng sẽ báo kỹ nè. Đó. Ngoại hình tổng quan của nó thì như vậy. Ở bên này thì Olympic nè. On off nha, không phải Olympic nha các bạn. Phía dưới nha, đó, như vậy. Thì cái này chỉ sử dụng được tay phải. Cái này thì mình ấn vào đây nha, để mình xả cước nè. Đó. Mình xả cước nè, đó, mình xả tới xả lui như vậy. Đó. Cái này là để xả cước nha. Quay tới nè. Chốt chặn nè. Chốt chặn ok nha các bạn. Cái này hơi ngược tay mình tí. Chốt chặn ok nè. Rồi còn cái này thì muốn đảo chiều thì mình bật qua đây. À, mình bật qua đây để mà mình có tiếng kêu đó. Cái này mình chặn hơi cực tại vì nó hơi ngược tay mình ấy. Chốt chặn này ok luôn nha các bạn. Đó. Và cái con máy ngang tay phải nha, nhỏ nhỏ này nha, thì nó sẽ có giá là 100k, số 10 100k. Tiếp theo thì mình sẽ qua đến 11 nha. 11 thì mình sẽ đến tiếp tục là một con máy ngang tay phải nữa. Con này thì nó thương hiệu của nó sẽ là Super Hikat nha. Con này là một con máy ngang tay phải nè. Ngoại hình nhìn chung còn khá là sáng nha. Cũng có trầy xước một vài chỗ thôi. Cái nhìn chung là sáng và đẹp nha. Đó. Nhìn chung ngoại hình nó sẽ như vậy. Super Hikat nè. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng của Korea nha. Korea xuất Nhật nè các bạn. Phía sau nè. À phía trước nè. Đây chỗ này là phần con lăn của nó này nha. Đó sáng bóng. Phía sau nè. Rồi cái này thì nút ấn này là để xả cước nha. Đó, xả tới xả lui gì đó tùy ý mình đó. Xả cước quay tới nha. Đó. Máy rất là mượt luôn. Chốt chặn nè. Đó chốt chặn ok nha. Và cái con máy ngang tay phải hàng của Hàn Quốc này nha, Super Hikat này, nó sẽ có giá là 300k nha, 11 300k. Đây, 11 này nha, sẽ là 300k. Tiếp theo thì mình sẽ qua đến 12 nha. 12 thì là một con máy ngang tay phải nha. Con này thì nó sẽ là một con Fighter 160 nha. Con này là một con Fighter 160 như vậy. Ngoại hình thì con này nó cũng sẽ có trầy xước theo 5 tháng nha. Đó, ngoại hình tổng quan này cũng có trầy xước theo 5 tháng bên hông của nó nè. Đó. Ở phía dưới của nó nha thì nó sẽ ghi ở đây là Fighter này 160 Olympic Japan nha. Cái này là Olympic Japan Fighter 160 nha. Cái này cũng chỉ sử dụng được tay phải thôi nha các bạn. Đó. Mình coi. Cái này thì mình cũng có thể mình bật cái này lên này để mình xả này nha các bạn. Đó, xả ra này đó. Xả cước này, xả tới, xả lui gì đó thì tùy ý mình đó. Rồi cái này mình bật lại ha. Quay tới. Chốt chặn nè. Chốt chặn hoạt động tốt như vậy đó. Rồi để mình bật thử cái này mình quay thử coi. Này nó vẫn quay được nha các bạn. Nhưng mà cái này thì đó, cái này thì mình xả cước như vậy. Còn bật qua đây thì mình sẽ không có xả được nha đó, không có xả được. Chốt chặn nè. Nói chung là máy hoạt động rất là ok luôn. Và cái con Olympic nha, con này là con Olympic nè. Japan nè. Máy ngang tay phải này nha, thì nó sẽ có giá là 100k nha, 12 100k. Tiếp theo thì mình sẽ qua đến 13. 13 thì mình qua đến một cuộn cước siêu to khổng lồ luôn đó các bạn. Thì cái cuộn cước này á, nó ghi là tin tai nha, tin tai nè, tin tai này nè, rồi smart nha, cái này tin tai smart, rồi SLR nha. Thì cái này á, đường kính cước của nó là 0.50mm nha. Cái này thì nó có in theo đường thông số cước của nó là 0.50mm. Thì cái này các bạn xem kỹ giùm mình nha. Cước của nó sẽ là 0.50mm, tải là 20.04kg nha. Và cuộn này sẽ có chiều dài là 1080m. Và cuộn này thì mình thấy còn khá là mới nha các bạn. Cuộn này là chưa có qua sử dụng luôn nha. Đó, thấy còn mới nguyên cuộn như vậy nè. Còn nguyên cuộn như vậy luôn. Thì tính ra là cuộn này khá là to nha. 1080m, cước là 0.50, tải 20.04kg nha. Tin tai này nè, thì nó sẽ có giá là 250 nha, 13 250k. Rồi, tiếp theo mình qua đến 14.
14 thì mình sẽ qua đến một cái cướp gọi là cướp tournament nha, new tournament đây nè, new tournament. Thì cướp này là cướp 0.60 mm nha, cướp 0.60 mm. Ở trên này là nó ghi là cướp 12 0.60 mm. Cuộn này là 300m và cuộn này thì nó cũng nguyên này nha. Đó, nó cũng còn kích nguyên như vậy luôn. Thì cái cuộn mà 300m cướp 0.60 mm này nè, cướp số 12 này thì nó sẽ có giá là 120k nha, 14 120k. Rồi tiếp theo mình qua đến 15. 15 thì cái này nó còn trong, nó có bỏ trong cái hộp. Cuộn này thì nó sẽ là, cái hộp thì cũng có gì nên khỏi giới thiệu nha. Cái này thì nó sẽ là, đó, white là màu trắng nha. Cái thương hiệu của nó sẽ là Xuân Lai thì quá là quen rồi. Cuộn này á, thì nó sẽ là cước, nó ghi đây nè. Cước này là cước số 4, tương đương là 0.330 mm. Cước số 4 nha, tương đương là 0.330 mm. Đó, và cái cuộn này thì nó ghi là tải của nó là 12 lb, là 5.5 kg nha. Phía dưới này thì nó sẽ in toàn là tiếng Nhật luôn nha các bạn. Đó, và cái cuộn này thì mình thấy là đã qua sử dụng rồi, và còn lại trong này á, thì nó sẽ tầm cái cuộn này á, cuộn này tới 500m mà nó còn chừng này thì cũng tầm 70-100m nha. Đó, nó còn khúc chừng này cũng tầm 70-100m nè. Đó, có sao thì mình giới thiệu vậy chứ thấy nó cũng còn đó, thì mình cứ cho nó là 70-100m đi ha. Và cái cuộn Xuân Lai màu trắng này nè, cước là cước số 4 nha, cước số 4 0.330 mm, 70-100m này, thì nó sẽ có giá là 70 nha, 15-70k. Rồi tiếp theo mình qua đến 16. Và hôm nay có một điều đặc biệt là có ba cái cần này nè các bạn, thì nó là đều chết ít nha, là cái đít nó không tháo được, và giá mình đã bán rất là rẻ rồi, nên là mọi người đừng hỏi giá khác nữa nha. Rồi cái này thì mình báo kỹ luôn. Thì đầu tiên là cái cần này là cái cần Brofit nha, Brofit Niger nè. Cái này thì độ cứng của nó sẽ là 20, chiều dài là 3m6. Và phần dưới tay cầm nó đi lên nha. Chất liệu của nó thì sẽ là carbon nha, chất liệu carbon hàng bãi Nhật nha các bạn. Và cái này phần dưới tay cầm nó đi lên thì sẽ như vậy. Và mình báo rất kỹ, điều quan trọng nhắc 3 lần là cái này nó chết đít, nghĩa là cái chỗ cái đít này nè, mình không tháo ra được nha. Câu thì không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà cái đít không tháo ra được. Đó, nên là mình bán giá rất là rẻ luôn á. Đó, phía dưới thì như vậy. Ngoại hình thì cũng có trầy xước theo 5 tháng nha. Chất liệu carbon hàng bãi Nhật. Bát của nó là bát gập nha, thì mình rỉ lên rỉ xuống nè, rồi mình gặp lại thì tùy ý mình thôi. Đó, ở trên này nè, thương hiệu của nó sẽ là Bromerin nha, Bromerin Design nè. Thiết kế và sản xuất bởi Bromerin nha. Đó, Brofit đây. Đây là bộ khoen của nó nha. Khoen thì nói chung nhìn còn rất là sáng và đẹp ha. Đó, khoen của nó nè, khoen rất sáng và đẹp luôn ha. Rồi bên trong nè, bên trong thì mấy cây này thì hàng đã qua sử dụng nên là mình thấy nó cũng có trầy xước theo 5 tháng nha. Đó, có trầy xước theo 5 tháng. Có sao thì mình báo vậy thôi. Chất liệu của nó thì là carbon hoặc là hàng bãi Nhật. Đó, bên trong nha. Bên trong nè. Và cái đọt của nó thì đây nè, là đây là phần đầu bu nha các bạn. Đầu bu thì nó sẽ có là một khoen nè, hai khoen nha. Đó, và đi ra. Này nó ghi độ cứng 20 chứ mình thấy nó cứng cũng phải tầm 30-50 nha. Thấy khá là cứng, thôi cho 30-40 đi. Nhà sản xuất đi 20 chứ mình thấy nó khá là cứng, cũng tầm 30-40. Thì cái cây này nha các bạn, cây là 3m6 này nha. Cây 3m6, độ cứng thì mình thấy nó dao động, in ở đây thì 20 chứ mình thử thì mình thấy nó dao động tầm 30-40 lận nha. Thì 3m6 độ cứng 30-40. Chất liệu carbon hàng bãi Nhật nha. Và điều quan trọng nhắc lại là nó bị chết cái đít ở đây, nghĩa là cái đít ở đây này thì mình sẽ không tháo ra được. Thì nó sẽ có giá là 220 nha, 16-220k. Tiếp theo thì mình sẽ qua đến là 17. 17 thì mình sẽ qua đến một cái cây là, đâu rồi, cái cây này nó sẽ là một cây Ikari nha. Cây này nó sẽ là một cây Ikari Glass Rod 12 nè. 12 thì là 3m6 nha, đây nó có ghi 3m6 nè, hot car như vậy nha. Đó, thì cái thương hiệu của nó in ở đây nè, mà theo năm tháng nó cũng sẽ mờ dần thôi. Thì cái phần dưới này thì mình cũng quan trọng rồi, mình nhắc hoài luôn rồi á, là cái này nó bị chết ít nha, nghĩa là cái chỗ này nè thì mình sẽ không có mở ra được nha. Còn câu thì chẳng ảnh hưởng gì cả. Cái này ngoại hình thì có trầy xước theo 5 tháng này, mình quay rất là kỹ luôn nha, là có trầy xước nha. Rồi thì phía trên nè, bát của nó thì sẽ là bát Fuji nè, Fuji siêu dạng gập nha. Thì cái này mình mở ra rỉ lên rỉ xuống tùy ý rồi điều chỉnh rồi mình gập lại thôi. Fuji siêu gập. Phía sau thì nó có ghi cái gì đây để coi thử. Ở đây thì nó ghi là FS nè, FS gì đây nè,
Thôi mà chữ mình đọc mắt cũng tệ quá đi, thôi khỏi đi. Đây là chỗ này thì là đường chỉ rồi. Thì lên đây, chất liệu của cây này là chất liệu phít nha, chất liệu phít hàng bãi Nhật nha. Còn đây là bộ khoen của nó nha, khoen của nó thì sẽ như vậy. Đó, khoen của nó. Cái này mình quay rất là kỹ luôn, ai thấy phù hợp với mục đích thì mua nha. Rồi nè, cái này thì bên trong thì cũng có trầy xước, thì mình cũng có báo kỹ rồi ha, là có trầy xước theo năm tháng. Mà nói chung mấy cây này giá rẻ lắm các bạn. Với lại kiểu là cầm á, mấy cái phôi này nó thật sự rất là chắc luôn á, cầm cây này khá là nặng tay luôn nha. Nói chung là cảm giác nó chắc tay dữ lắm. Rồi tiếp theo là phần đọt của nó. Đây, đọt của nó thì nó sẽ có hai cái khoen như vậy, một hai khoen. Đây, phần đọt của nó mình sẽ kéo cho bạn coi. Thì trong này nó sẽ có một cái khoen này nha, một cái này, hai cái khoen, và đây là phần đầu bu nha. Đây, phần đầu bu của nó thì mình cũng quay rất là kỹ đó, như vậy. Độ cứng cây này hả? Độ cứng cây này thì chắc là dao động tầm 20 đến 30 nha. Độ cứng 20 đến 30. Và cái cây 17 nha các bạn. Cây 17, một cây là Ikari nè, cây này thì là 3,6 m, độ cứng dao động 20 đến 30, chất liệu phíp hàng bãi Nhật nha. Và cái đít của nó thì không có mở ra được nha. Nó sẽ có giá là 200k nha, 17 200k. Tiếp theo thì mình sẽ qua đến cây là 18, là cây cuối trong clip hôm nay. Thì cây này nó sẽ là một cây của thương hiệu là Young Cutter nha. Young Cutter này, CX3,6 nè, Growth nè. Thì phía sau nó như vậy. Thì cây này nó cũng là giống như hai cây kia thôi, là cái phần này mình không có mở ra được nha các bạn. Cái nắp ở phía dưới này không mở ra được. Thì nó mình gọi là chết đít đi cho dễ ha. Đó, chất liệu của cây này là phíp nha, chất liệu phíp hàng bãi Nhật nha. Đó, ngoại hình thì cây này nhìn chung cũng thấy sáng đó. Bát của nó thì sẽ là bát gập, thì mình mở cái này. Đó, mình mở cái này, mình rịt lên rịt xuống nha. Rồi mình gập lại thì tùy ý mình đó. Phía trên này, cây này thì ngoại hình mình thấy trầy xước cũng không có nhiều lắm. Nói chung là cũng có trầy chứ không thể nào không có nhé. Đó, bộ khoen của nó thì như vậy. Bộ khoen của nó nha. Đó. Rồi tiếp theo thì bên trong của nó. Nói chung là cây này nhìn chung sáng. Nói chung cũng có trầy nhưng mà nhìn chung cũng khá là sáng. Đó, bên trong nha. Rồi tiếp theo, cây này chất liệu của nó sẽ là phít nha các bạn. Chất liệu của nó là chất liệu phít. Rồi đây là phần đọt của nó nha. Đọt của nó thì đây là phần đầu bu nè. Thì phần đọt của nó sẽ có một khoen như vậy, hai khoen như vậy nha. Đó là có hai khoen. Độ cứng cái này dao động tầm 20 đến 30 nha. Độ cứng 20 đến 30. Và cái cây này là cái cây dông cutter 3,6 m nha. Cây này 3,6 m, chất liệu phíp hàng bãi Nhật. Và nó bị không có tháo được cái đít ở đây nha, là gọi là chết đít á. Thì nó sẽ có giá là 150 nha. Cây 18 150k. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.